Kính chào các em học sinh. Hôm nay thầy dạy môn tự nhiên xã hội lớp 3, bài 17. Tự nhiên và xã hội bài 17 ôn tập con người và sức khỏe. Vòng 1, thử tài kiến thức với cuộc thi hiểu biết về cơ thể em. Thì thầy có 4 nội dung, 1, 2, 3, 4. Chúng ta cùng đi vào từng nội dung một. Đây là hình ảnh nói về cơ quan nào các bạn? Hình vẽ cho ta biết cơ quan gì của cơ thể người. Đúng rồi, đó là cơ quan tuần tuần hoàn. Rồi, vị trí và nêu tên các bộ phận của cơ quan tuần hoàn nha các bạn. Rồi, cơ quan tuần hoàn gồm có tim, các mạch máu. Đây là chỉ đường đi của vòng tuần hoàn lớn và nhỏ. Thì có hai phần, màu xanh và màu đỏ đây các bạn. Rồi. Rồi. Đó, chúng ta đang chỉ đường đi của nó. Rồi. Để bảo vệ cơ quan tuần hoàn, em làm gì? Thì chúng ta nên tập thể dục và làm việc vừa sức thôi ha. Rồi, để vào cơ quan tuần hoàn, ta nên thường xuyên tập thể dục, thể thao, học tập, làm việc vui chơi vừa sức, sống vui vẻ, tránh xúc động mạnh hay tức giận. Nhưng mà phải chú ý là ăn uống điều độ, đủ chất ha. Rồi. Để bảo vệ cơ quan tuần hoàn, ta không nên làm gì? Không nên mặc quần áo và đi giày dép quá chật, không sử dụng các chất kích thích, ví dụ như rượu bia nè, cà phê, thuốc lá vân vân. Vừa là chúng ta đã qua hoạt động thứ hai, nội dung hai. Thì đây là bức tranh về cơ quan gì các bạn? Đây là cơ quan bài bài tiết. Đây là cơ quan bài tiết nước tiểu. Đây, chỉ vị trí và nêu tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu nha các bạn. Các bạn nhìn bằng hình đây, cơ quan bài tiết nước tiểu đây. Thứ nhất là hai quả thận. Con người ta có hai quả thận rất là quan trọng trong cuộc sống ha, trong cơ thể con người. Rồi. Rồi, đây là ống dẫn nước tiểu. Rồi cuối cùng đó là ống đái. Cuối cùng là ống đái ha. Đây. Thận có chức năng gì? Thận có chức năng là lọc máu ha và thải chất độc ra. Thận có chức năng là lọc máu, lấy ra các chất độc hại trong máu để tạo thành nước tiểu. Rồi, để bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu em nên làm gì? Ta nên là thường xuyên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo sạch, đặc biệt là quần 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 lót ha. Hàng ngày cần uống nước đủ. Để bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu em không nên làm gì? Không nên nha các bạn. Không nên nhịn tiểu nhiều. Ví dụ như mình mắc vệ sinh đó, thì mình cứ đi vệ sinh. Ở trong lớp thì mình mắc tiểu quá, mình xin thầy cô rồi cho con đi vệ sinh, chứ đừng có ngồi đó mà nhịn tiểu rồi nó sẽ ảnh hưởng. Thì cái nước tiểu nó sẽ đọng thành muối, tạo thành mấy viên sỏi, làm cho chúng ta sẽ bệnh sỏi thận ha. Đây chúng ta qua nội dung thứ ba. Đây là bức tranh là có hai lá phổi ha. Rồi, đây là hình vẽ cho ta biết cơ quan gì các bạn. Này, để ta biết là cơ quan hô hấp. Chỉ vị trí và nêu tên các bộ phận của cơ quan hô hấp. Là cơ quan hô hấp gồm có hai lá phổi ha.
Đây. Thứ nhất là cái mũi chúng ta hít thở không khí vào, sau tới là khí quản, sau tới hai lá phổi. Nói chung là trong giai đoạn này thì dịch bệnh thì chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta phải đeo khẩu trang, để tránh là hít phải những cái luồng khí và các bụi bặm nó dơ bẩn nó lây bệnh vào chúng ta. Rồi tới đây là phần như cái bông này nữa các bạn, gọi là phế quản nha các bạn. Rồi chỉ đường đi và không khí khi hít vào và thở ra. Đây là khi ta hít vào thì không khí đi vào mũi, không khí nó đi vào mũi rồi nó xuống tới khí quản, khí quản rồi nó đi vào phế quản đi vào hai lá phổi. Từ đó chúng ta hít vào, chúng ta thở ra hoạt động bằng nhờ hai lá phổi. Để bảo vệ cơ quan hô hấp ta nên làm gì? Ta nên là quét dọn nơi ở sạch sẽ, hợp vệ sinh ở nhà hoặc ở trường. Chúng ta phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường. Luôn quét dọn bảo sạch đồ đạc, tổng vệ sinh giường, giường chúng ta nằm, nhà vệ sinh. Nói chung là chúng ta làm vệ sinh sạch sẽ từ nhà đến đến đường phố ha. Rồi để bảo vệ cơ quan hô hấp em không nên làm gì? Chúng ta không nên nha, nhưng không nên là ngửi cái mùi thuốc lá nè, ha, rồi hoặc là mùi các chất thuốc tẩy nè, ha, chất nói chung là các chất độc hại, ha, chơi những nơi thoáng mát, tránh bụi bặm. Khi quét dọn làm vệ sinh chúng ta phải đeo khẩu trang. Trong giai đoạn này dịch bệnh thì chúng ta phải nên đeo khẩu trang thường xuyên nha các bạn. Rồi bây giờ tất cả các con tập trung nhìn lên màn hình nha. Rồi đây là bức tranh vẽ hình gì các bạn? Rồi hình vẽ cho ta biết cơ quan gì của cơ thể người. Đúng rồi, đó là cơ quan thận, thần kinh. Chỉ vị trí và nêu tên các bộ phận của cơ quan thần kinh. Này các bạn chỉ nha, đây bộ não, xong đến cột sống và tủy sống, tủy sống tới các hệ dây thần kinh nè, đúng không? Dây thần kinh đó, rất là liên quan. Ba bộ phận này nó lên của cơ liên quan với nhau chặt chẽ lắm nha. Rồi não và tủy sống có chức năng gì các bạn biết không? Nó có chức năng là điều khiển mọi hoạt động của cơ thể con người. Vâng vâng Rồi để bảo vệ cơ quan thần kinh em nên làm gì? Em nên coi như là làm việc vừa sức nè, đúng không? Ví dụ như trẻ là không nên vác nặng, làm cho cột sống nó cong vẹo đi. Chứ chúng ta ngồi viết bài thì chúng ta ngồi cho nó ngay ngắn. Rồi bộ não chúng ta thì phải ăn nhiều chất dinh dưỡng vào để cho bổ cho bộ não ha. Rồi và để bảo vệ cơ quan thần kinh em không nên làm gì? Không nên thức khuya nè, không nên sử dụng các loại chất kích thích nè, không, rượu bia nè, thuốc lá nè, vân vân, chúng ta làm việc vừa sức thôi, đúng giờ giấc, có thời gian học tập và làm việc đúng ha. Nãy giờ chúng ta đã đi hết vòng 1 với 4 nội dung rồi, ha. Bây giờ chúng ta qua vòng 2 là giải mã ô chữ. Các bạn nhìn lên màn hình nha. Rồi thầy có tất cả là 16 câu hỏi. Để giải mã 16 ô này chúng ta phải đi từng từng câu một. Chúng ta đi vào ô thứ nhất. Rồi, ô thứ nhất này. Điền từ còn thiếu trong câu sau: não và tủy sống là trung ương thần kinh chấm 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 mọi hoạt động của cơ thể. Bây giờ chúng ta điền cái gì vào nè, không? Coi thời gian nó quay nha các bạn, 15 giây thôi.
Rồi, các bạn điện tử điều khiển. Rồi, khoan hô bạn. Bây giờ chúng ta qua câu thứ hai. Câu thứ hai. Câu hai nha các bạn. Rồi, bộ phận đưa máu từ các cơ quan của cơ thể về tim là bộ phận nào? Rồi. 2, 1. Đúng rồi, là cơ quan tĩnh mạch. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu thứ 3. Cơ quan thần kinh trung ương điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Rồi. Đó là cái gì? À, nhìn vào đây, đó là não. Đúng rồi. Rồi, muốn ra câu số 4. Rồi, câu số 4. Một trạng thái tâm lý rất tốt đối với cơ quan thần kinh là gì? Rồi, là vui vẻ nha. Rồi, chúng ta vui vẻ. Bây giờ chúng ta qua câu số 5. Này. Nơi sưởi ấm và làm sạch không khí trước khi vào phổi là nơi nào các bạn ơi? Đó là cái mũi chúng ta nha. Rồi. Bây giờ ta qua câu số 6. Rồi. Câu 6 nói cái gì, hỏi cái gì đây? À, bộ phận đưa máu từ tim tới cơ quan trong cơ thể là gì? Là cái gì? Sáu là động mạch, nhớ nha. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 7. Số 7 nói cái gì đây? À, nhiệm vụ của máu là đưa khí oxy và chất dinh dưỡng đi đâu? Đi đến bộ phận nào? Wow. Đi nuôi cơ thể nha. Nuôi cơ thể là ở đây gồm là rất là nhiều bộ phận trong cơ thể chúng ta. À, bây giờ qua câu số 8. Bộ phận thực hiện trao đổi không khí trong cơ thể và môi trường bên ngoài là gì? À, là cái gì nha? À, là hai lá phổi nha các bạn. À, nhớ dùm thầy cái. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 9. À, cơ quan bài tiết nước tiểu bao gồm có hai quả thận nè, hai ống dẫn nước tiểu nè, ống đái nè, và cái gì các bạn? Và cái gì nữa? Rồi, suy nghĩ nha. Rồi, số 9. Hai là bọng đái nha. À, vâng vâng. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 10. Thấp tim là bệnh thường gặp ở trẻ em rất thế nào? Cần phải đề phòng. À, nó thế nào các bạn? À, rất nguy hiểm nha. Rồi, khi trẻ em mà các bạn nhìn thấy bạn mình tự nhiên tái cả mặt đi, chân tay nó tím đi, rồi chúng ta phải báo ngay cho thầy cô để thầy cô đưa các bạn xuống phòng cấp cứu nha. Rồi, câu số 11. Rồi, các bạn giải tốt quá. Có một hỏi gì? À, bộ phận lọc chất thải trong máu để thành nước tiểu, à, là bộ phận nào các bạn? À, bộ phận nào các bạn xem coi, bộ phận nào? À, thận, đó là bộ phận thận. À, thận thì phải có là hai quả thận nha các bạn. À, đôi lúc cũng có người có là một quả hoặc là, à. À, rồi. Và số 12, rồi chúng ta cái gì đây? À, 12 nhiệm vụ quan trọng của thận là gì các bạn? À, 12 nhiệm vụ làm nhiệm vụ gì? À, nó làm nhiệm vụ là lọc máu. À, nó lọc máu. Nó đưa các chất độc ra ngoài ha, theo đường tiểu ra ngoài. Bây giờ chúng ta qua câu 13. Câu 13 là khí thải ra ngoài cơ thể gọi là khí gì? À, gọi khí gì? Nó đi ra khỏi cơ thể chúng ta gọi là khí gì nha các bạn? À, nó là khí carbonic nha. Khí carbonic, khí này rất là độc nha các bạn. À, và câu số 14.
Ai, bộ phận đập thì sống, không đập thì chết. Nó là cái gì? Đập thì sống, không đập thì chết. Rồi, đó là quả gì biết không? Trong cơ thể chúng ta. À, tim hả? À, tim. Đúng rồi, quả tim các bạn. Đập thì sống, không đập thì chết. Giỏi quá. Rồi, số 15. À, số 15. Đây là cách sống cần thiết để cơ thể được khỏe mạnh. À, sống thế nào nha các bạn, coi nha. Chúng ta sống thế nào nha. À, sống lành mạnh. À, sống lành mạnh. Và câu cuối cùng. À, câu cuối cùng là câu số 16 nha. Hôm nay là cái gì? À, bộ phận điều khiển và phản xạ cơ thể là cái gì? À, phản xạ cơ thể là cái gì? Nhìn nha các bạn. Còn có mấy ô? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À, có 7 ô nha các bạn. Có đâu cái gì nha. À, nó là tủy sống. Đúng rồi. À, trong cột sống chúng ta còn có tủy sống. À, khi mà cột sống và tủy sống nó bị hỏng thì chúng ta là sống một cuộc sống thực vật nha. Nằm một chỗ thôi. À, vừa rồi chúng ta đã giải mã xong 16 câu hỏi. À, bây giờ chúng ta nhìn theo màn hình đây thì coi cái màu vàng đây là người ta nói về cái gì. À, thứ nhất các bạn nhìn ráp các từ này vào đây nha. Khỏe nè, khỏe gì, khỏe mạnh nè. À, khỏe mạnh để học, học tốt. Đúng rồi. À, chúng ta điền vào khỏe mạnh để học tốt. À, nãy giờ chúng ta đã theo dõi bài tự nhiên xã hội gì các bạn? Đúng rồi, ôn tập và kiểm tra con người và sức khỏe. À, rồi, con người chúng ta muốn biết sức khỏe mình thứ như nào thì chúng ta phải làm sao? Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng ha. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nha, để củng cố lại kiến thức nha. Chúng ta đã học được mấy cơ quan trong cơ thể người rồi các bạn? Nhìn lên màn hình nha các bạn. A, B, C, D, một cơ quan, hai cơ quan, ba cơ quan, bốn cơ quan. Rồi, thầy thấy nhiều cánh tay đưa lên quá. Rồi, có bạn trả lời cho thầy là à, đúng rồi, bốn cơ quan. Rồi, thầy cảm ơn bạn. Bạn đã theo dõi bài rất chính xác. Bệnh nào dưới đây không phải là bệnh tim mạch? Không phải nha các bạn. A, cao huyết áp. B, bệnh lao. C, bệnh tim. D, đứt mạch máu. Bệnh nào không phải nha, không phải là bệnh tim mạch nha, không phải nha. Rồi, chú ý nha. Đúng rồi. Bệnh lao là cái bệnh là gì? Bệnh ho. À, chúng ta ho nhiều quá là các vi khuẩn lao phổi nó xâm nhập vào lá phổi, không dính dáng gì tới tim mạch nha các bạn. Rồi, không phải. Cảm ơn bạn. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Để tránh nhiễm trùng cơ quan bài tiết nước tiểu ta nên. Rồi, câu A, thường xuyên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, đặc biệt là quần áo lót. B, không nhịn đi tiểu. C, uống nước đủ. Câu chính xác nhất đó là câu A nha các bạn, thường xuyên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, đặc biệt là quần áo lót nha các bạn. À, để coi như là tránh nhiễm trùng. Thứ nhất là không nên là bận chung quần áo lót với người ha. Rồi, câu chính xác là câu B. Đây, sau khi học bài con người và sức khỏe đó thì chúng ta cũng phải biết là phòng chống cho bản thân mình. Thứ nhất là trong giai đoạn dịch này nè, thì chúng ta phải thực hiện đúng 5K. À, thứ nhất là đeo khẩu trang nè. À, giữ khoảng cách nè, sát khuẩn nè, đúng không? Rồi, làm vệ sinh nhà ở cho sạch sẽ nè, đúng không? Là phải tiêm ngừa vaccine cho đầy đủ nè, đúng không? Rồi mình đến nơi nào thì mình phải khai báo dịch bệnh, tình trạng dịch bệnh, đúng không? À, ví dụ như nếu mà trường hợp trong nhà hoặc có người thân bị mắc bệnh dịch thì chúng ta cũng nên giữ khoảng cách. À, thứ nhất là cho bản thân mình và cho người nhà và cho người xung quanh.
À, và chúng ta đi đến nơi nào thì chúng ta phải khai báo trước, y tế ta đầy đủ chân thật ha, không trốn tránh, thì lỡ mình chúng ta không khai báo có sự cố gì thì chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm ha. Rồi thầy trước khi kết thúc buổi học hôm nay, thầy chúc các em có nhiều sức khỏe ha, học tập tốt, hẹn các em gặp lại một ngày nào đây, chào tất cả các bạn học sinh thân yêu.